Hello các bạn, lại là Phúc đây, một cái quán BBQ tự chọn khá là đông khách nằm trên đường Lê Hồng Phong, quận 5, giá trung bình chỉ từ 10.000 cho đến 30.000 đồng một món, miễn phí trái cây, rau câu và salad. Tối hôm nay người ta đi chơi đông lắm cho nên ông anh rủ tôi cũng rủ tôi đi ăn đồ nướng cho có với người ta nè. Từ đường An Dương Vương thì Phúc sẽ rẽ phải vô đường Lê Hồng Phong, vừa qua ngã tư Trần Phú thì quán sẽ nằm ngay bên tay phải đường. Tối hôm nay thì tôi sẽ đi ăn nướng tự chọn tại quán BBQ 286 nằm tại số 286 đường Lê Hồng Phong, phường 4, quận 5. Quán sẽ mở cửa từ 9 giờ sáng cho đến nửa đêm mỗi ngày. Tối hôm nay sau khi tập ra tôi chạy thẳng qua bên Bên này luôn quán sẽ có một khu trưng bày đồ ăn chọn với giá từ 10.000 cho đến 60.000 đồng một món các bạn thích món nào thì cứ thao hồi lựa rồi đưa cho nhân viên tính tiền trước khi mang ra bàn để nướng thì bây giờ Phúc sẽ review sơ qua về giá cho các bạn tham khảo nha cái món bắp mỹ đậu bắp cà tím cá trứng đồng giá là 10.000 đồng một que chân gà rút xương mề gà ốc bu mỡ chày ốc nhồi đồng giá là 15.000 chẳng dừng heo bò nướng lụi cuộn nấm cuộn sả, cuộn ớt chuông cuộn khoai tây cuộn kim châm cuộn lá lớp đồng giá là 25.000 ngoài ra còn có dú heo sụn gà tôm viên mực viên đầu hũ phô mai tôm nướng bò xiên cà bi đồng giá là là 25 000 Heo rừng, dồi trường, răng mực, nai nướng, sò điệp Đồng giá là 30 ngàn Bên cạnh đó còn có bạch tuột, ớt nướng, tôm càng, cánh gà Có giá là 40 ngàn đồng, mực, na, mực, lá, mực, nút Hay là bò mỹ đồng giá là 60 ngàn Ngoài ra còn có lẩu với 7 loại topping Ăn kèm với rau 4 có giá là 159 ngàn Một cái điểm đặc biệt là quán sẽ miễn phí rau câu Và nhiều loại trái cây hay là xà lách Các bạn ăn thoải mái mà quán không có thu tiền nha Bên cạnh đó là khu nước chấm với 10 loại như là nước chấm xanh, nước chấm thái, chấm chao, muối tiêu, nước mắm, nước tương hay là tương ớt, tương cà, chanh tắc ớt. Sau khi order xong thì các bạn sẽ nướng tại bàn một cái điểm cộng là nhân viên sẽ thay vỉ liên tục luôn. Phúc chọn ngồi ở phía trước quán cho thoáng mát buổi tối quán đông nhưng mà vỉa hè khá rộng cho nên ngồi cũng thoải mái lắm. Đối với tôi thì đồ ăn nêm nếm vừa miệng, tôm càng rất là tươi. Ông anh mê tôm càng lắm cho nên kêu một lượt mấy con luôn. Tôi thì mê sò điệp con nào con nấy toàn chà bá luôn. lâu ngày không ăn dúi dây nướng cho nên gọi quá chừng luôn. Các bạn ăn bbq và lẩu thì sẽ ngồi ở phía trước. Ngoài ra còn có một cái khu vực nhà hàng ở phía trong với không gian rộng có thể tổ chức sinh nhật, tiệc hồng mà cũng rất là ok. Đối với Phúc thì đây là một quán bbq giá khá là ổn. mấy hôm nay trời lạnh lạnh mà ăn đồ nướng là quyết định không có gì đúng đắn hơn. Nếu như các bạn thích cái review này thì đừng quên ủng hộ Phúc nha. Phúc sẽ cố gắng chia sẻ thật nhiều những địa điểm ăn uống ngon rẻ bình dân ở Sài Gòn để cho các bạn tham khảo nha. Hẹn gặp lại các bạn ở video review ngày mai.